Một phần thôi. Ai cũng có cả. Lấy quà xong rồi mới được về. Nhân viên là được ưu tiên đi đầu đó. Lâu lâu có mấy đoàn mà tới thương nhân viên này. Thế là mình kêu mà được cứu thương. Làm kêu hết. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Thì sáng nay đó thì Phương đi lên miền núi phát quà cho bà con. Thì hôm nay phát quà đó là tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh nha bà con các bác. Ở đây thì bà con người đồng bào. Thì hôm nay thì quà gồm mì tôm nè, gạo nè, rồi chè cá nè, phát cho bà con này. Chè cá của em Hồng đó, nước mắm nè, rồi Phương cũng có cái cô Việt Kiều gửi cho Phương đó, thì gửi cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn học giỏi đó, một phần quà là Phương cũng nhờ cha phát chọn những cháu học giỏi là 10 cháu đã phương phát những cái phần quà của cô Việt Kiều gửi cho các cháu học giỏi ở miền núi này ha bà con cô bác anh chị. Đoàn hôm nay đoàn của Phương đi rất là đông anh chị, rồi cũng có trong cái nhóm của Phương thì luôn luôn lúc nào cũng có chị Châu. Chị Châu rất là tội nghiệp, chị Châu lúc nào cũng lo lắng hàng hóa giùm cho Phương đó. Đây là chị Châu ha, chị Châu chào khán giả đi chị Châu ơi. Chị Châu, hello khán giả cho trang phục xanh. Hôm nay mình đồng hành cùng hả? Mẹ con cầu đá nè, có dì Sáu nè. Đi tiền. Chào ấy hai. Rồi chị Lệ nè, chị Lệ hello. Cầu đá. Chị Lệ, cầu đá. Hôm nay thì đồ của Phương đi cũng rất là vui đó bà con các bác anh chị, rất là đông. Còn bên này là chị Thu ha. Xin chào con. Dạ. Thì Phương cũng nhờ đến cha phát cho những bà con đồng bào ở đây đó, thì cũng đã đến đây rồi, cũng đông rồi, đa số ở đây các cháu rất nhiều đó bà con cô bác anh chị. Thầy mình cũng thấy rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Phiếu. Anh có phiếu chưa? Phiếu. Không phiếu hả? Đã đắp nhiều cha phát ha. Rồi anh vô cha. Dạ. Dạ để em phụ cho cô tao phụ cho. Dạ. 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 Cái vai phụ con. Bây giờ quà đó thì Phương tạm bỏ đây thôi, thì chút nữa là Phương phải bỏ trên kia, phải đem vô kia cho cha phát phiếu, rồi ai nhận ai đến rồi sẽ nhận quà. Những phần quà của Mạnh Thường Quân gửi cho Phương đó thì bây giờ Phương cũng đã bóc xuống rồi, cũng các chị trong đoàn của Phương đó phụ bóc xuống. Bây giờ Phương sẽ nói những Mạnh Thường Quân hôm nay đồng hành với Phương ha, gửi những món quà yêu thương đến bà con ở miền núi đó bà con cô bác anh chị. Bây giờ Phương hôm nay thì Phương đọc lại là 100 phần quà. Là Phương mua là 1 tấn gạo. Gạo thì 10 kg là 130.000. Còn mì tôm là 74 là 7,4 triệu. Tổng cộng là 20.400.000. Số tiền của chị Việt Kiều là số tiền là gạo ha.
chị Việt Kiều không nói tên đó, giấu tên đó, là 13 triệu anh Ngọc Phúc, 100 gói mì tôm, 100 thùng mì tôm là 7 triệu 4, Phương tổng cộng hai mạnh thường quân đây là 20 triệu 400 nghìn. Cũng có Việt Kiều hôm nay thì cũng có một cái Việt Kiều Mỹ nữa là mạnh thường quân võ 2, cũng gửi cho Phương là 100 chai nước mắm, 100 chai nước mắm nè, 100 ổ bánh mì, bánh mì chả cá thì cũng nhờ em Hồng đó. Rồi có một cái suất học bổng dành cho những cái hoàn cảnh mà các cháu mà có hoàn cảnh ở trên miền núi đó, học giỏi đó, thì Phương cũng xuất ra của tiền của cô Nguyên Thân là một cháu là 500 nghìn, Phương sẽ chọn 10 cháu để Phương gửi ha. Thì tất cả ở trên đây đó thì Phương cũng nhờ đến cha ở nhà thờ Sơn Thái này. Thì dạ dạ con chào cha. Xin chào anh. Dạ lâu lắm rồi thì con mới gặp lại cha ha. Vâng, cảm ơn. Thời gian qua thì cũng đã một năm rồi con mới gặp lại cha nè. Cha khỏe không? Cảm ơn, khỏe. Dạ. Thì mọi ngày thì năm trước cha Phương tới thì cha vẫn như thế này, mà năm nay thì cha vẫn tới này, nghĩa là cha lúc nào luôn khỏe là rồi vui hết con ơi cha ha. Cha mãi không già đó. Dạ. Thì cha ơi, hôm nay đó thì con Mạnh Thường Quân đó gửi con một số phần quà, là con sẽ thông báo lại với cha ha. Là 100 phần quà là gồm là gạo nè, mì tôm nè, nước mắm nè, rồi bánh mì nè, rồi sữa cho các cháu nè, rồi các bánh sushi cho các cháu nữa, rồi. Rất là nhiều quà, hôm nay là rất nhiều quà đó. Thì tôi là linh mục Nguyễn Đình Ngọc, dòng Francisco, đặc trách cái gọi là cái xóm đào Giang Biên này, xóm đào Giang Biên thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Bình. Tôi đến đây hơn 2 năm rồi. Và cái làng này có thể nói là làng nghèo nhất trong cái huyện Khánh Bình này. Và thật sự thấy sự hiện diện của quý ân nhân là niềm vui của chúng tôi rồi. Con cái chúng tôi được giúp, được quan tâm là người sáng sóc thì hạnh phúc. Thật ra tôi rất là hạnh phúc. Con cái cháu chắc của mình hạnh phúc một, tôi hạnh phúc hai. Thành ra xin gửi đến quý ân nhân lời cảm ơn, biết ơn rất là sâu xa vì cái lòng tốt. Và lòng tốt đó thì tôi nghĩ không phải chỉ có vật chất, nhưng mà cái niềm vui lòng tốt đó sẽ làm cho dân ở đây họ tốt hơn, họ vui hơn và họ biết sống hơn. Đó, và tôi nghĩ đó là cái thành quả mà quý vị đem đến cho cái làng nghèo này. Xin hết lòng cảm ơn tất cả quý vị ân nhân. Dạ, con cảm ơn cha rất là nhiều ạ. Thì chương trình của mình là chuẩn bị là phát quà ha. Dạ, dạ. Cha cũng đã phát phiếu rồi. Dạ, dạ rồi. Chuẩn bị được chưa cha? Dạ, dạ, dạ rồi. Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị ạ. Bây giờ chúng ta chuẩn bị lần qua ha. Ai có phiếu ra đây, mau đây. Phiếu. Ai có phiếu? Không, cũng cần nó. Mau ra lên. Mau ra liền, ra liền, mau lên, ai có phiếu? Đứng cho đàng hoàng, đứng cho đàng hoàng. Đứng cho đàng hoàng, đứng cho đàng hoàng đi, đứng cho xếp đàng hoàng. Đừng có giành nhau, đừng có giành nhau, mau cho mau. Trong người thì mau lắm. Bận biểu quá. Nãy giờ Phương cũng bận biểu quá, thì cũng có một mạnh thường quân đi với Phương mà cũng không có thời gian Phương hỏi nữa. Công việc Phương cũng rất nhiều đó, bà con cô bác thông cảm ạ. Đây là em Tuyền ha, chào em. Em cho anh hỏi đó, thì em tên gì và hiện tại là em ở nước nào ạ? Dạ, em tên Tuyền, em đang ở Mỹ. Dạ, hôm nay em cũng có dịp nên được về gặp với bà con và mọi người.
ở đồng bào Khánh Vĩnh. Dạ, em rất là vui khi mà lên đây để chia sẻ những phần quà cùng với mọi người. Em cũng có tấm lòng là sẽ tặng cho mỗi bé học giỏi mỗi phần quà là 50.000. Em và ông xã của em là anh Phước sẽ tặng quà cho các cháu. Dạ. Hôm nay gia đình mình đi gồm có ai nữa không ạ? Dạ không, chỉ có em với lại bé trai của em với lại mẹ của em. Cảm ơn em nhiều ha. Lần sau thì anh em mình sẽ tiếp tục đến thăm bà con ha. Bây giờ bên đây thì cha thì nhờ lại nhận phiếu bà con cô bác anh chị. Đưa một vài phiếu khác cho đến ta nổi. Rồi nổ cho không cho cho thì nổi. Bao nhiêu nổi hết á. Rồi rồi, hai gì đây một phần này đây. Thank you. Cảm ơn nhiều con. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh ơi. Đến cố gắng đi. Hai phần luôn nè. Đó, sao mà chú không? Quýt. Để cho Nguyệt. Nổi chứ. Cháu đừng có tiếp tục nổi nữa. Chào em. Sao em không đỡ bé ở nhà? Thấy nắng tội nghiệp vậy? Không có ai giữ bé đòi đi. Em ở gần đây không? Gần nhà thờ không? Dạ, ngay đường Đà Lạt á. Em đến đây là lúc mấy giờ? 9 giờ. 9 giờ? Dạ, đưa bé đi chơi luôn. Bên này thì em tiền chụp lưu niệm với các bé vùng cao đó. Đâu có phiếu rồi. Để hát còn nữa. Để nó chạm nó không thì con chút không nghe. Hai phần. Bỏ được rồi. Sao hết?
Hôm nay Phương thấy trong cái nhóm của Phương đó, à, các chị rất là vui, nụ cười lúc nào cũng đang nở trên môi đó bà con cô bác anh chị. Hai phần cũng nổi luôn. Đâu? Có thôi chứ có là bao nhiêu cũng nổi hết. Ủa bố mẹ đâu rồi? Trời ơi. Đưa ra ngoài đây cho nó. Yeah, bố mẹ đâu rồi? Mình sao được? Mẹ đi rẫy. Dạ. Mẹ đi rẫy rồi bà con cô bác anh chị. Xong rồi từ. Bây giờ Phương sẽ quay ra ha. Một số bà con cũng đã nhận quà rồi nè. Cảm ơn cô chứ con. Cảm ơn cô chú chưa? Đây ông. Cảm ơn cô chú chưa? Trời ơi, rất mắm, chảy mắm nè. Chào chị. Bữa nay vui không? Vui hả? Em nhận quà xong chưa? Rồi nè hả? Rồi xe chở về rồi, bà, ai tới chở về? Mắm. Em này nữa nè, em này nè, một phần. Em này một phần. Có chồng chưa? Hoài có hỏi có chồng hoài à? Đây con. Đưa đây. Chào em bé chơi nhậu sữa. Ông từ. Mắm. Trời, mắm ngon lắm. Mắm Nha Trang á kìa. Mắm đặc biệt á. Còn ai nữa không ta? Bây giờ 10 em học sinh phải không? Dạ đúng rồi. Đó, bây giờ để tôi đưa danh sách rồi cho. Dạ. Rồi gọi tên. Không có phiếu được không? Không. Hỏi người mua tới không? Phiếu thì mấy người không có phiếu còn mấy. Để phát cho 10
được các vị ân nhân này họ tài trợ giúp đỡ để kích thích để nâng đỡ chúng con học hành cho tốt. Em thứ nhất là ca Thị Thanh Vân, lớp 6 ca Thị Thanh Vân đâu? Ca Thị Thanh Vân có chưa? Có phải không? Đây này, ca Thị Thanh Vân đây này. Cha nói cái gì lấy cái đây hả? Không. Dạ. Tại vì dân tộc á là nữ là chết. Không phải là lên đi phơ xin mà. Dạ. Đáng cho ông thầy ạ. Dạ. Thật ra con này cháu. Thứ nữa. Phương xin chào bà con cô bác một lần nữa. Thì sáng thì Phương cũng đã nhờ cha gửi những phiếu rồi, bà con cũng đã nhận xong rồi. Thì đến những phần các cháu ở miền núi có những hoàn cảnh nghèo đó, thì cái số tiền của cái cô Nghiên Thân đã gửi cho Phương để dành cho các cháu, khuyến khích các cháu có những phần quà để khuyến khích cháu học giỏi. Những hoàn cảnh khó khăn đó thì Phương cũng như nhờ cha chọn ra các cháu ở trên đây ạ. Dạ, con chào cha, những cháu đây như thế nào ạ? Các em này nói chung là nghèo đó, nhưng mà cố gắng đi học. Dạ. Cố gắng đi học, thành thực ra thấy các em nỗ lực thì thật sự ra số mà nghèo là nhiều lắm. Dạ. Đây mình lựa chọn 10 tiêu biểu thôi. Dạ. Chứ còn mà chung chung là nó nghèo. Dạ. Nhưng mà các em này là những em nỗ lực cố gắng tiếp tục đi học. Đi học là khổ lắm. Làm ở nhà có tiền hơn, phải không? Nhưng mà đi mà học là khổ lắm. Nhưng mà cố gắng tiếp tục đi học. Đó là đáng khuyến khích. Dạ, cũng cảm ơn cha nhiều. Không có gì. Thì bên đây thì cũng có Tuyền. Tuyền thì cũng đồng hành với Phương đã gửi thêm một phần quà nhỏ nhỏ cho cháu, thêm một cái viết hay là cái quyển vở gì ha. Bây giờ anh em mình phát cho các cháu ạ. Thì bây giờ kia ama kêu tên nha, kêu tên ạ. Ca Thị Thanh Vân trước đâu, ra đây đây này. Cảm ơn nào, cảm ơn cô, cảm ơn rồi con quay mặt anh đây ạ. Rồi con nhận rồi ha. Rồi cô nhận thêm ạ. Viết nha, cảm ơn cô. Rồi rồi con xin nhận. Cao Thị Trường đây, đến đây đây này. Cao Thị Trường đó đó, đây con. Con chú, con mua thêm bút viết sách vở cho con ha. Đây nhận thêm phần quà ạ. Rồi đúng rồi, đúng rồi rồi, thêm một phần quà nữa. Rồi Ca Thị Quyên, chị Châu phát giùm em ạ. Cao Thị Ngọc Quỳnh, chúc con học giỏi nha, chúc con học giỏi, con mua thêm sách vở cho con nha. Cà Hiên, đây đây chúc con học giỏi nha. Chúc con mua thêm bút vở sách viết cho con học. Con học giỏi nha. Cao Thị Thủy đi vắng mặt để đó, cảm ơn cảm ơn. Rồi đây là tiền cô gửi cho con mua sách. Rồi mà con gửi cho con nha, chúc con sức khỏe, cố gắng học giỏi nha con. Cao Hưng, đây chúc con học giỏi nha. Rồi dạ, gửi luôn đi cho cháu đi. Dạ. Dạ. Cao Thị Nga, đây. Rồi chúc cô học giỏi nha, cố gắng học nha con. Cao Thị Minh Tuyết, con ơi con có lời nè, con cảm ơn những mạnh thường quân đã gửi cho con nha. Đến con nhìn trên đây ạ, con nhìn trên đây ạ, con cảm ơn ạ. Cảm ơn, cố gắng cái phần quà này con sẽ sử dụng vào cái việc gì ạ? Dạ, trong việc học tập. Học tập ha. Dạ. Cố gắng học giỏi lên nha con. Dạ. Nếu mà đợt sau đó, nếu mà có những cháu mà thật là xuất sắc ha, chú có những món quà còn lớn hơn món quà này nữa ha, con cố gắng lên nha. Rồi. Rồi con một phần nữa của rồi cái đây là con gửi cho chị nha. Thay mặt em bé cảm ơn. Dạ, cảm ơn các kỳ vị ân nhân rồi. Dạ. 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 Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ các em nhỏ nhảy vô. Sữa với một cái bánh, rồi còn lại cháu khác thì mình cho một ổ bánh mì.
mình cho một ổ bánh mì với lại bánh, không, bánh với sữa nó không đủ. Không đủ đúng rồi. Đó. Bánh với sữa là mẹ là không bánh mì. Nếu mẹ là bánh mì thì không có bánh sữa gì thôi. Đi quá. Đưa đưa cho mẹ với em. Bây giờ mấy bạn ngồi đi, mẹ bánh mì với mẹ nha. Em nào ăn bánh á thì cái này che cũng đem cái loa ra đó, mệt quá, đoàn của Phương cũng mệt lắm rồi mà còn cô bác phải dùng tính cái loa. Không được đi nha, đi ra đó, không có về đó. Ủa, đứa nào có đi về chứ? Em này nha, chúng con ngồi qua trong phòng hội yên không nha, không có ra về, không có ra trước. Con về nhà ăn nha. Về nhà rồi ăn, về nhà ăn, về nhà thưởng thức. Bánh này là bánh tươi thì con không có nước ăn mà chúng ta ăn này. Là bánh đặc biệt đó. Chúng con là đặt quà rồi, cảm ơn rồi. Rồi về nhà ăn, chúng ta ăn bây giờ. một phần thôi. Ai cũng có cả. Lấy quà xong rồi mới được về. Nhân viên là được ưu tiên đi đầu đó. Lâu lâu có mấy đoàn mà tới thương nhân viên này. Thế là mình kêu mình được cứu thương. Làm sao hết là. Đây hai đứa này nè, tội nghiệp nè. Hai đứa này. Không anh đi.
thấy tội nghiệp. Em ăn bánh mì chưa? Lấy bánh mì chưa? Đây đây đây, bánh mì nữa nè. Đây này, đây đây nè, em ơi, cho người đây nè. Một phần phát cái bánh cho các cháu đó, nhỏ cũng xong rồi, các cháu về nè. Giờ Phương cũng đọc lại số tiền của Mạnh Thường Quân hôm nay là Phương mua những gì. Để Phương đọc và Phương nhắc cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân đem món quà cho bà con ha. Phương nhắc lại cái số lượng Phương đi nè, 1 tấn gạo 13 triệu của chị Việt Kiều giấu tên, mì tôm 100 thùng 7 triệu 400 nghìn của anh Ngọc Phúc. Tổng cộng là Phương đi của chị Việt Kiều không tên với anh Ngọc Phúc đó là 20 triệu 400 nghìn. Rồi 100 ổ bánh mì và 100 chai mắm của chị Việt Kiều Mỹ là Võ 2. Rồi 10 phần học bổng của cô Nghiên Thân gửi cho các cháu đó là một cháu là 500 nghìn. Thì chương trình hôm nay cũng đã xong rồi, thì Phương cũng qua gặp cha và cũng cảm ơn cha. Bây giờ chương trình cũng đã xong rồi, vì cha cũng có vài lời để cảm ơn Mạnh Thường Quân đó bà con cô bác anh chị. Dạ con chào cha ạ. Xin chào anh. Dạ. Anh Phương thì qua anh Phương thì chúng tôi là tiếp đón phái đoàn tình thương, phái đoàn từ thiện từ Mỹ, từ Nha Trang đến để chia sẻ. Thì tôi xin thay mặt làng Giang Biên, làng đảo Giang Biên để cảm ơn. Thứ nhất là một chị Việt Kiều giấu tên đã tặng một cái tấn gạo đó. Xin cảm ơn anh Ngọc Phú đã Ngọc cho Phúc, mì tôm. Ngọc Phúc. Xin lỗi anh Ngọc Phúc đã cho được 10 thùng mì tôm, 100 thùng mì tôm. Cảm ơn chị Võ Hai cho 100 chai mắm và 100 bánh mì. Cô Nguyễn Thân cho 10 học bổng, một số học bổng là 500. Tất cả những cái ân nhân đó thì chúng tôi ghi nhớ và chúng tôi cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân trong đời sống tinh thần của tôi. Bánh với sữa là của những người những bạn ở Cầu Đá. Và bánh với sữa thì của những người Cầu Đá, thiền cơ bản Cầu Đá nhiều lắm, thành ra nhiều ân nhân quá thành ra không biết, nhưng mà cùng chung một tấm lòng, cùng chung một trái tim, đó là yêu thương chia sẻ. Thì xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị trong cuộc sống được thịnh đạt, trong bên ngoài bên trong hồn xác được tiến triển, trong đời sống xã hội, trong đời sống tâm linh, trong đời sống trần gian này. Xin Chúa dìu dắt cho quý vị được một ngày một đạt thêm nhiều tốt đẹp trong cuộc sống, để quý vị còn chia sẻ cho chúng tôi hưởng được phần nào cái hạnh phúc, cái sự no đầy của quý vị. Một lần nữa xin hết lòng cảm ơn tất cả quý vị. Chúc cha nhiều nhiều sức khỏe để tụi con có dịp đi lên đây gặp cha. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất là nhiều. Chúc phái đoàn an vui, hạnh phúc. Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì bà con cô bác yêu thương và like và đăng ký kênh để Phương có nhiều động lực giúp nhiều hoàn cảnh ở miền núi nữa. Rồi những video mà Phương sẽ ra liên tục đó bà con cô bác. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, xin cảm ơn.